Em dịch theo cái nghĩa này ấy, thì có nghĩa là bọn chỗ này là bọn em hay nghe thường là ngày mai là công việc nó sẽ rất là vất vả hơn cái cô chưa nghe nó khổ luyện ấy, thì mình cũng chẳng là khổ luyện gì cả, mình là làm cái công việc nó sẽ là vất vả hơn. Thì hôm nay mọi người hãy tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi. À tôi đã biết rồi. Ờ đô xong ê... ở đây là cái ở đây là có hai cái hê ra nó như cái này em hơi hơi hoang mang ấy. Em cứ dịch theo cái em nghĩ đi, nó sao thì sau đó thì mình sẽ chỉnh lại cho nó, mình dịch lại cho nó suông suông hơn ha. Có một số từ này em thực sự cái chỗ cuối này em một số từ này là em đã quên đi nhiều rồi. À vậy Thì hả, và rồi thì em thì định cũng được cái nghĩa thì cũng giống như tiếng thôi, thì là cái chiếu tatami này thì nó cũng tốt. Đấy thì hiện tại thì cái futon wa takara. Cái này nhá thì là có nghĩa là cái chăn nệm, cái chăn chiếu ấy, cái chăn chiếu thì người ở đã mình có thể hiểu như là đã chuẩn bị rồi. Thế bây giờ thì đi tắm đi. Thì theo nghĩa của em dịch theo em hiểu là như thế. rồi ok ha. Rất là tốt mà bạn 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 nam vậy cũng cũng gần gần sát nghĩa ha. Rồi bây giờ thêm một bạn ha. Rồi Thịnh ơi, dịch cho mấy con đoạn này nha Thịnh. Dạ. Các bạn nhớ dường như từ nào mới thì các bạn cố gắng ghi lại ha. Từ nào mình chưa biết rồi thì thôi, còn như là từ nào chưa biết từ mới á thì mình nên ghi lại ha, để mình nói biết học hôm nay mình học từ vựng mới ha. Rồi giờ dịch đi em. Chắc có lẽ là thằng Rio này nó đã mệt rồi nè, thì chỉ một chút thôi. Thì từ ngày mai thì sẽ vất vả đấy, thì hôm nay thì hãy nhanh 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 chóng mà nghỉ ngơi đi. Thì hai Sodis đó là ok, là phòng của Rio là trên tầng 2 nhé. Rồi thằng Rio mới kêu là cái mùi của chiếu này nó thơm quá đấy. Thì si tà thì mền, vì vì là mền thì tôi đã trải nó sẵn rồi. Bây giờ thì hãy vào bồn tắm đi nhé. Thì arigato gozaimasu. Rồi ok, Thịnh dịch đúng ha, dịch là hoàn toàn là chính xác ha. Rồi nãy như có một người mới mới vô, bạn 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 Thủy Dạ, chào thầy. ok, Thủy chúc tôi dịch câu số cả yashimasu. Hi, mina san konbanwa. Konbanwa. Watashi wa Thủy to moshimasu. Hồ Chí Minh kara kimashita. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Thủy san no, Thủy san no ima no nan no level desu ka? N5 ぐらい. N5 ぐらい desu ka? N5 hai. So nan desu ka? Ii desu ne. Thì Thủy hôm nay là Thủy với Nam Tiến là buổi đầu tiên ha. Thì anh nói sơ lại cái mục đích của cái room của mình ha. Thì mục đích của room này thì anh muốn giúp cho các bạn là luyện cái khả năng nói của mình ha, cây qua của mình ha. Mình luyện theo cái một cái chủ đề như là cái hôm nay bài hội thoại của bà ngày hôm nay là bài này ha. Là mình sẽ luyện theo cái bài này. Mà luyện cái phát âm cái accidental là người Nhật nói thì mình nghe lại và mình sẽ phát âm theo theo họ ha, để mình chỉnh từ 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 đó. Xong rồi mình sẽ cho từng bạn đọc ha, cho từng bạn đọc từng câu một, và sau đó mình sẽ nghe và mình chỉnh lại từng người ha, để cho họ đọc tốt hơn.
Rồi bạn Thủy nắm được cái mục tiêu của mình chưa ha? Dạ em cảm ơn thầy. À, dạ. rồi ok rồi. Bây giờ nhiều bạn nào nói thì mình sẽ mở mic, còn nếu mà không nói thì mình tắt mic ha để tránh tiếng ồn nha. Ok dạ. Đó. Hay. Hay ok đấy. Thì cái bài hội thoại này thì bạn Thịnh dịch là đúng ha, ok ha. Thì bạn Rio này ha, cái mình nói sơ là cái nội dung bài trước là bạn Rio này nè. Rio thì bạn đi taxi về nhà của hai ông bà này ha. Thì đi đường xa, đường dài thì rất là mệt mỏi rồi. Thì cái ông già ông nói là anh đi rất là mệt mỏi, rất là mệt rồi đúng không? Ha? Có lẽ là rất là mệt ha. Thì cái anh Rio nói là thì chỉ mệt một chút thôi. Ha? Thì ông già nói là từ ngày mai cà rà thì bắt đầu mình sẽ luyện tập ha. Thì luyện tập á, nhưng mình luyện tập thể thao hay là luyện tập một cái gì đó. Cái Keiko này á, Keiko có nghĩa là nó luyện tập khổ luyện, là nó chỉ dùng cho cái dạng mà thể thao, tập võ hay là tập một số mà tập nhận tập nặng á, nhưng tập gym cũng vậy ha, là mình khổ luyện ha, đó là Keiko ha. Nó từ nó nặng hơn Densu thì mình chỉ luyện tập bình thường thôi, còn Keiko thì nó mạnh hơn ha. Thì kêu qua là ngày hôm nay ha, thì anh nó mệt lắm rồi, thì ông kêu là anh là nên đi nghỉ sớm đi ha. Hai cự yasu minasai ha, là hãy nghỉ ngơi sớm nha, hai cự đây là sớm ha, ha. Thì anh Rio nói là vâng, tôi sẽ làm như thế. Show shimasu ha, show là như thế, shimasu là làm ha, em dịch sát nghĩa là vâng, thì em sẽ làm như thế ha, show shimasu. Theo là cái đây có một nhân vật đó là bà già ha, là Rio Sano Ohayawa Nikai desu ha, là cái phòng của Rio đã chuẩn bị sẵn rồi ha, là nằm ở tầng 2 ha, Nikai ha là tầng 2, Heya là phòng á, phòng riêng của mình ha. Rồi tiếp theo là tatami no i nioi ha, nioi là mùi ha, còn y là thơm tho. Y cái từ y thì rất là nhiều nghĩa ha, y là tốt là đẹp rồi này kia là đây ở nghĩa là thơm tho ha, là thì cái chiếu mà mình trải nằm đây ở dưới á ha, thì là cái chiếu là các bạn nhìn cho cái hình nè, cái chiếu bên Nhật là cái thảm màu xanh nè, nó các bạn trong bên Nhật cũng đã biết là ha, màu vàng màu xanh này kia nó trải phía dưới á ha, thì mình sẽ phủ cái gì đó lên ha, cái tấm chiếu ở dưới đó. Rồi tiếp theo là cái si futon là cái đệm ha, cái đệm màu xanh nè, là mình có hình minh họa cái đệm màu xanh nè, ha. Cái chăn mền á, chăn mền có thì si takada, thì đã cái bà già là đã trải sẵn xong hết rồi ha. Cái bà với ông già đã trải sẵn ở trong phòng hết rồi ha. Thì đã làm chuẩn bị sẵn hết rồi, thì kêu ảnh là đi tắm đi xong rồi đi ngủ ha. Là ofuro ni haitte ha. Rồi sau đó là cảm ơn ha. Rồi thì là cái nội dung của bài kai qua ngày hôm nay ha. Các bạn ok để các bạn làm. Ok để. Hay ok để. Rồi các bạn đã note lại hết từ vựng chưa? Ok. Được rồi anh. Nhớ em rồi, nhớ. Vừa mới nhớ, em vừa mới nhớ ra cái này là cái tầng 2 quên. Hay hay đi cái không biết. thì thật sự ra mình học á, mình học thì chung là học rất là nhiều từ vựng ngữ pháp, rồi học rất là nhiều, nhưng đôi khi á, từ đó lâu quá mình không có đụng lại á, mình quên điều đó là đúng điều rồi, điều lâu lắm này, điều đó là điều tự nhiên thôi, tại vì cái đầu mình chứa nhiều quá nên đôi khi mình quên ha, đó là vậy. Rồi thì và bây giờ ha, giờ mình sẽ từng người đọc ha, đọc cái bài ngày hôm nay ha. Rồi tiến sang chút tôi nó sai số cả đàn hai zenbu desu ka? Zenbu desu, zenbu desu. Hai hai hajimasu. Chút tôi mất đẹp hai thì ở đây mình có một cái mẫu ngữ pháp mới á, bên đây có bạn nào cái từ daro nè, các bạn hiểu được cái này không? Daro hai vừa cần sao? Cái này đơn giản thôi, kiểu cứ như là người ta hỏi kiểu hỏi tắt. Hỏi tắt
Nhưng bình thường mình còn nói là chikarita da ne. Thì mình có thể nói là chikarita da ro. Rồi thì ở đây mình có một cái mẫu này, mẫu hết thì nói chung này nó cũng dễ ha, tại nó nằm ở cái bài 32 của N4 ha, bài 32 ha, thì nó là cái thể ngắn của cái từ đề số ha. Đề số là suy đáng, có cái là cái anh Rio là đi đường xa rồi đúng không, thì ông này ông có suy đoán có lẽ là ảnh nó mệt mỏi rồi ha, ý là vậy ha. Daro ha, chikarita daro ha. Đó thì đây là cái cấu trúc ngữ pháp của câu đà đồ. Cái đà đồ nó là thể ngắn của thằng đề sồ ha, đề số ha. Đó là nằm đề sồ á thì nó nằm trong cái bài 32 của cuốn N4 ha, của cái Minna Nihongo 2 ha. Các bạn dở cái bài đó ra rồi mình coi cái từ đề sồ ha, thì cách dùng với ông trang từ đề sồ thôi ha. Nó là thể ngắn của từ đề sồ. Hay ok desu ka? Minasan. Hay ok desu. Hay ok desu. Nhưng mà em cho em giải thích cái này, nó là cái công thức đà rồ này thì nó sẽ mang theo cái thiên hướng là ví dụ như mình đoán một cái gì đó nhưng mà nó mang thiên hướng là kiểu nó thật 100%, không phải là thật 100% nhưng mà tầm từ 90 tới 95%, nó có nghĩa là nó mang thiên hướng đậm chất hơn đề sổ. Ví dụ như mình nhìn từ xa mà thấy một chiếc xe hơi thì mình có thể nói là kuruma đà rồ, thì cái đó là mình chắc chắn gần như nó là một chiếc xe hơi, nhưng mà khi mà mình không nhìn thấy rõ, mình chỉ nhìn nó một mé nào đó, mình đoán là cái đó không biết có phải xe hơi không, thì mình không chắc chắn điều đó, thì mình có thể nói là kuruma desho, thì lúc đó thì mình mới không chắc chắn. Ví dụ nó rơi vào tầm khoảng 70-80%, nhưng mà khi mình nói kuruma daro thì nó sẽ chắc chắn vào tới tầm 90-95%, cái phần trăm chính xác của nó nhiều hơn là desho một tí. Thì giống như bạn Tiến nói ha, thì có nghĩa là ổng là suy đoán, nhưng mà cái khả năng mà nó xảy ra cái khả năng mà phần trăm á nó sẽ rất là cao ha, rồi là 80-90% là có thể là đúng cái như đó luôn. Thì như cái ông già là cái anh Rio, anh đi đường xa về, anh đi taxi về đúng không, thì chắc chắn thì ảnh rất là mệt rồi, cái điều đó là điều đương nhiên thôi. Các bạn hiểu chưa? Hai, wakarimasu. Hai, ok desu ne. Hai, ok desu. Arigato. Như các bạn nào mà có thắc mắc thì cứ hỏi ha, không sao đâu ha. Ở đây rồi các bạn ở đây rồi mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Rồi các bạn ở đây còn có từ nào mà mình không hiểu không? Hay là ok hết rồi. Hay các bạn nào có chung, các bạn ở đây mình học ha. Mình học là chung là ngang nhau hết ha. Hay như có gì mình có trao đổi thoải mái. Cái nào mình không biết thì mình nói, không cần phải nhưng mà học trên trường, trên lớp hay học từ kia mình còn ngại, chứ còn bây giờ ở đây mọi người mọi ở nhà hết rồi, ngồi một chỗ hết, cứ tự do mình phát biểu, mình nói này kia ha, nói chung là trao đổi nhau thôi ha. Hey. Ok rồi nè. Hey. Chà, tiến san, nagashimasu. Hai. Tsukareta daro? Hai, sukoshi desu. Ashita kara keikō da. Kyō wa hayaku休みなさい。はい、そうします。あ、りょうさんの部屋は2階です。あ、畳いい匂いですね。蓋は小さいだから袋に入ってくれ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は皆さんお願いします。はい、失礼します。疲れただろう。少し明日から結構だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、トンさんお願いします。はい。疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから、布団に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、ニョウさんお願いします。はい。疲れただろう。少し明日から結構
Kekoda, Kiowa, Hayaku, Yasumi Nasai, Hei, Soshimasu, Reo, Sangno, Heya, Oheyawa, Nikai desu. A, Tatami no, Ini, Oi, Futo, Wa, Sitara, Furo, Ni, Haite, Re, Arigatou gozaimasu. はい、ありがとうございます。次は、レミさん、お願いします。はい。疲れただろう。少し、明日から、結構ら、今日は、早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は、したから、プロに入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、しゅんさん、お願いします。はい。疲れたら、少し、明日から、結構ら、今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。畳のいい匂い。布団はいい桜。風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、トウちゃんさん、お願いします。はい。疲れただろう。少し、明日から。結構だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、トイ・ウィンさん、お願いします。疲れただろう。少し明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は下から風呂に入ってくれ。ありがとうございます、はい。はい、終わります。ありがとうございます。次は、ジャン・ウィンさん。はい。疲れただろう。少し明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。りょうさんのお部屋は2階です。あ、畳の入りおい。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、ナムさん、ジョンナムさん、お願いします。はい。疲れただぞ。疲れただろう。少し。明日から結構だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。ゾウさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたらから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、フィンさん、お願いします。はい、皆さん、失礼します。疲れただろう。少し明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。ちょっと。あ、ほいがん。ほいほい、ほいがん。今日のお部屋は2階です。ほいがん。畳のいい匂い。布団は
Mỹ Hồng. Huyền có đeo tai nghe vô không? Dạ em có ạ. Ồ có, sao nó bị tiếng nó bị vọng lại ta? Nghe ồ giật á. Em tưởng Huyền tua chậm cơ. Ờ đúng rồi. Mạc Lan. Cứ tưởng Huyền đang slow motion á, đọc từ. Chú cơ ta ta. Cứ đọc từ vậy đó Huyền. Không biết nó bị gì nữa. Cái này là bị mạng rồi. À. Rồi Huyền ơi, nghe nói không? Alo. Chào, chắc do tai nghe á. Bây giờ em thử bỏ tai nghe ra luôn coi để có nghe em nói nhưng mà nó dạng mà giống slow motion, đọc cái giật từ em thử bỏ tai nghe ra. Ừ, bỏ tai nghe em nói chuyện bình thường coi sao. Tại vì bỏ gắn tai nghe vô nghe nó kỳ quá. Mọi người ơi. Ồ, được rồi. À, được rồi em. Ok đó. Dạ, cảm ơn chị đội xin chia sẻ với us. Hai, được rồi, xin chào. Huyền thử đọc nhanh hơn một tí xem nào. Xem nó có bị lỗi không? Không, cái chắc do cái bị lỗi. Bây giờ Huyền em out ra đi rồi em vô lại đi. Chứ cái như nó bị gì đó. Em out ra xong em vô lại. Thì đọc mà mọi người không nghe được. Thì như do mạng anh, thỉnh thoảng học cũng bị thế sao ấy. Không, em nghĩ là do nếu mà đọc nhanh thì mạng nó loát không kịp ấy. À đọc chậm thì mạng nó loát không kịp. Nếu mà nói đúng chứ Huyền nói bình thường là vẫn nghe được đúng không? Nhưng mà bắt đầu khi đọc là thấy kiểu mạng nó có hơi chút. Hình như các bạn, như hồi nãy có bạn Phượng mới vô. Phượng ơi, nghe nói Phượng. Alo. Alo, Phượng ơi. Bạn Phượng này có nghe nói mà. Em mở mic ở đâu được anh? Em mở mic lên. Phượng nè, Phượng mở mic lên đi em. Mở mic lên là mình nói chuyện. Alo. Rồi chắc bạn cũng mới zoom mà nên là chắc không biết xài rồi. Chắc bạn này phải xóa zoom đi tải lại cho em anh. Ừ. Chắc em phải. Em thề là zoom khó xài luôn á. Vậy hả? Chắc em phải chỉ bạn quá. À, thôi thì mình học tiếp đi ha. Hồi để Huyền vô lại đã. Mọi người nghe thấy em nói gì chưa ạ? Rồi rõ rồi đó. Ok đây em. Ừ. Chắc thôi em thử đọc coi nó còn bị slow motion nữa không? Hay. À. Tsukataro sukoshi. Còn biết không ạ? Rồi ok rồi. Ok ok em ơi. Okay. Tiếp tục. Chuẩn rồi đó. Ashita kara keiko da. Kyō wa hayaku yashiminasai. Hai, sō shimasu. Reo san no oeya wa ikai desu. A, tatami no ii nioi. Futon wa shita kara. Furo ni haitte kure. Arigatou gozaimasu. Ai đối đối xem á. Thế nó khác về hoàn toàn không? Mình thấy khác nhau chồng giật luôn. Đấy cái đọc cái giật. Bây giờ đọc nghe cho chảy không? Ok ha. Ừ. Ờ với bạn Phượng ha, bà Phượng bây giờ nghe tất cả mọi nói nhưng mà không nghe bà Phượng nói cái gì, bạn Phượng out ra đi.
bạn out ra xong rồi bạn vô lại giống như bạn Huyền á, thì mình sẽ khi lúc mình vô á thì mình nhớ bật cái mic lên thì mình mới nghe được, chứ giờ mình không nghe bằng Phượng nói được, nó là vậy. À, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe người Nhật đọc ha, rồi mình sẽ bắt chước theo cái accent của họ ha. Rồi, mọi người tập trung lắng nghe ha.疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。 レオさんのお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。レオさんのお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。 ありがとうございます。はい。はい、大丈夫ですか皆さん。いい？はい、大丈夫です。はい、いい。うん。で、今、nói chung là cái giọng người Nhật á, mình chỉ cần bắt chước theo cái accent của họ, rồi nói chung không cần phải giống hàng đồng 100%, mà giống chỉ cần 50-60-70% là ok rồi ha. Ha. Mình chung quan trọng cái mình nghe được cái giọng của họ nói và nghe cái accent của họ ha. À, mình nghe lại một lần nữa rồi chúng ta sẽ đọc ha. 疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい。じゃあ、bây giờ mình sẽ đọc ha。はい。Ồ, như hồi nãy bạn Phượng bạn ao ra rồi đúng không? Mày chắc bạn quá. Đúng anh, bạn ao ra không thể vô lại. À, chắc ao luôn rồi. Rồi bây giờ bạn Thịnh đi ha. Thịnh ơi, em đọc đầu tiên đi. Tsukareta daro skoshi. Asta kara keiko da. Kyo wa hayaku yasumi nasai. À, chút tạm mất đấy. À, mình lại chút em đọc lại cái câu này giùm anh ha. Câu này. Asta kara keiko da. À, cái từ này đọc là ashita ha. Nhưng mà là asta ha. Mình đừng có nhấn cái từ á làm gì. Phải không? Asta. Nó đi xuống rồi đi lên ha. Đi xuống rồi đi lên ha. Asta. Asta. Asta kara keiko da. 今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ダブラコナイジャンリーダー。あ、レオさんのお部屋は2階です。Ryo san no ohaya wa nikai desu. Đừng có ní cài ha. Dù như ta đây tại vì ní cũng được ha. Người này là đọc nhẹ thôi. Ohaya wa nikai desu. Nikai desu. Nikai desu. Ha, nghe nó nhẹ nhàng ha. Yeah. Ryo san no ohaya wa nikai desu. So, ok desu ne. Hai, chugi wa mấy bạn chờ chút nha các bạn. Galaxy A7 á. Alo. Em tên gì ạ? Em Phượng ạ. À đúng rồi. Anh nghĩ chắc chắn là em rồi, tại vì em ao ra vô là em Phượng đúng không? Dạ em cảm ơn em Phượng. À rồi rồi. Lần đầu tiên nên em cũng không biết. À rồi ok. Thì Phượng giới thiệu thôi dịu sơ như dạ. Mình ha, xong mình học tiếp ha. Dạ. Em tên là Phượng ạ. À, Nihongo de. Nihongo de. À, hai. Konbanwa, minasan, konbanwa. Konbanwa. Watashi wa Phượng desu.
Nam Định kara kimashita. Kotoshi san sai desu. Yoroshiku onegai shimasu. はい、よろしくお願いします。今、うん、今、フンさんの何のレベルですか？N5 を勉強しています。はい、あ、そうなんですか、N5 か。あ、はい、大丈夫です。あ、今、フンさんはベトナムに日本に住んでいますか？あ、私、日本に住んでいます。あ、そうなんですか。日本にか。どこに住んでますか？新潟です。あ、新潟県。あ、そう。はい、うん、はい、わかりました。じゃあ、フンさん、ちょっとこの会話読んで。はい。疲れただろう。少し明日から稽古だ。気温は早く。日曜は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。Em đọc lại trên cái câu đầu tiên nè.疲れただろう。うん、そう、疲れただろう。次は、こうない。明日から稽古だ。うん、明日から稽古だ。明日から稽古だ。うん、選ぶな、今。明日から稽古だ。うん、うん、次、これ。こうない。今日は早く休みなさい。À, dù như cái phần mà dù kêu quá ha, kêu tại hay nhớ con số người hay nhấn là kêu quá ha, watashi quá, phụ tôn quá không ha, cái từ quá, từ chờ từ mình đọc nhẹ thôi, không cần phải nhấn nhiều ha. Kêu wa hayaku yasumi nasai, kêu wa hayaku yasumi nasai, chứ còn là kêu quá ha, không cần ha. À, em đọc lại con này nhanh ha.今日は早く休みなさい。はい、次はこれ。レオさんのお部屋は2階です。あ、来、はま、で、あ、で、で、こ、わ、は、あ、レオ、レオは、レオさんのお部屋は2階です。お部屋は2階です。で、こ、わ、は、あ、エロ、来、こ、来、じゃ。はい。レオさんのお部屋は2階です。うん、cũng không cần phải là quà ha.Không phải là không cần phải lên là quá mà cũng đừng có xuống quá là quà ha. Liệu ồ hê gia quà cũng không phải ha. Đọc nghe nhấn nhưng mà nhấn nhẹ thôi. Ồ hê gia quá, ồ hê gia quá, ồ hê gia quá đi cay được. Như là ồ hê gia quá cũng được mà ồ hê gia quà cũng được luôn ha. Nghe nó kỳ lắm. Ok được đó. Ừ. Đây một chỉ đồ. Leo san. Leo san no.レオさんのお部屋は2階です。うん、はい、次。あ、畳のいい匂い。うん、畳のいい匂いは、ちょっといいね、こっちが、畳のいい匂い、いい匂いは、いい匂いは、うん、はい、OK。もう一回。あ、畳のいい匂い。うん、そう。来ない。次。布団は敷いたら風呂に入ってくれ。布団は敷いたから布団は敷いたからこっちがまあ、これね、chuyển qua thể tên nó là xì cư ha, xì cư nghĩa là trải ra, trải giường, trải cái tấm này ha, nó là trở lại xì cư, nguyên âm cái nguyên mẫu là xì cư ha, cái chuyển qua thể ta là xì tà, phụ tông và xì tà cả là.布団は敷いたから風呂に入ってくれ。うん、もう一回。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。うん、風呂は、これね、cái từ風呂も có thể nhấn từ phứ ha。風呂に入ってくれ、入ってくれ、風呂に入ってくれ。はい、もう一回。風呂に入ってくれ。はい、OK です。はい。次はリンさんお願いします。
疲れたろう。少し明日から結構だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳の匂い。布団は敷いたから、敷いたから布団に入ってくれ。ありがとうございます。 Em đọc lại câu này cho anh nhé. Câu này. Hai. Hai. À, tatami no ii nioi. Tatami, tatami đi ii nioi, ii nioi. Mình nhấn một xíu à, từ ii nè ha. Cái là, cái chiếu, thơm quá. À, thêm cảm xúc vô. À, tatami no ii nioi ha. Thêm cái mình nhấn một xíu. Hay ok. Mỗi cái. Hay. À. Tatami no ii nioi. So. Chứ nói chung là mình cũng không nên ngại hết ở đây tất cả mọi người đây đều mà mình nghe được người nói ha, và mình chỉnh lại giọng điệu, nói chung đừng có ngại hết ha, mình cứ nói bình thường, mình cứ nói mình cứ luyện tập luyện là tốt cho mình thôi, thấy không? Khi mà mình muốn nhấn gì đó để hay hơn. Rồi ok, em đọc tiếp cô. Domo arigatou gozaimasu. Đọc tiếp đi.布団は敷いたから布団に入ってくれ。布団は敷いたから布団は敷いたから布団は敷いたから。はい、もう一回。布団は敷いたから布団に入ってくれ。 風呂に入ってくれ。風呂に入ってくれ。 tại sao mình phải nhấn từ phút đầu tiên khi mình lên xong mình xuống sẽ dễ, thì thằng ni mình không có nhấn ha. À, không đọc là furoni hay hay te kre là furo, là mình lên mình xuống sẽ dễ. Furoni hay te kre. Hay ok ですか? Hay. Hay. ありがとうございます。次はあのニューさん、ニューさんお願いします。はい。内幕、ラッコ。あ、いや。ちゅけた、読んどくね。ちゅけただろう。少し明日から結構だ。今日は早く休みなさい。はい。そうします。 レオさんのお部屋は2階です。あ、温みのいい匂い。布団は敷いたら、風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、OKです。読んでください。この内容は何？布団は敷いたら、布団は敷いたら、風呂に入ってくれ。 布団は敷いたから、布団は敷いた。はい、もう一回。布団は敷いたから、布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。 Hôm nay em bị ốm, giọng nó hơi yếu. À vậy hả? Thôi thì em đọc qua nhẹ nhẹ thôi, wow. Không cần phải nhấn đâu. Futon, cái này đọc qua được có quá ha. Futon qua nhẹ thôi. Futon qua shitakara ha. Hay mới cài. Hay futon qua shitakara. Futon qua shitakara. Furo ni haite kure. Hay ok des. Arigatou gozaimasu. Hay. Em trong mỗi ngày em thấy em tiến bộ càng nhiều quá nhung. あ、なんか、なんか、ちょっと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 、
少し明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。テオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、OK です。遠慮なくないじゃな、来ない。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。うん、布団、布団を敷いたから風呂に入ってくれ。うん、布団は敷いたから風呂に入ってくれ。うん、はい、OK です。あ、6等は、次は、文章ね、文章読んで。疲れただろう。少し明日から結構だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。文章ha. Những cái chỗ mà quá nè, qua nè em đừng có nhấn ha. Gì kêu quá là phụ tôn quá không cần phải nhấn với thằng lý nữa. Phương đồ lý đừng nhấn cái từ trợ từ trợ từ nó chỉ trợ cho mình thôi chứ được. Bạn nào không có đọc thì tắt mic đi ha. Tắt mic đi để nó ảnh hưởng tới người khác đang đọc ha. Rồi. Em ở tới đâu rồi? Em đọc lại câu này cho anh ha. Cái này. 今日は早く休みなさい。うん、そうそうそう。うん、次。これ。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。布団は敷いたから布団は敷いたから布団は敷いたから風呂に入ってくれ。そう、風呂に入ってくれ。風呂に入ってくれ。風呂に入ってくれ。はい、そうそうそう、OK です。バナナ đang đọc vậy? Hello? バナナ đọc thì mình mở mic ha. Còn バナナ không đọc thì mình tắt mic ha. ơi, chị は Nga san, お願いします。はい。失礼します。疲れただろう。少し明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、nghe đọc lại cho anh ha, câu này. はい。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。風呂に入ってくれ。はい。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。そう、風呂に入ってくれ。風呂に入ってくれ。はい、はい、大丈夫です。次は、Huyền さん、お願いします。はい、失礼します。疲れただろう。少し明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。OK、em đọc lại câu này cho anh nha, câu này。はい。今日は早く休みなさい。そう、そうそうそう、どうも。今日は早く休みなさい、どうも。早く、
Yasumi nasai. Mình đọc này ok ha. Chiki, kore. Hai. Ryo san no oheya wa nikai desu. Đừng có nhấn từ quá ha. Ryo san no oheya wa nikai desu. Hai. Ryo san no oheya wa nikai desu. So, nikai desu ha. Ok desu. Chiki wa kore saigo, kore. Hai. Futon wa shita kara furo ni haite kure. Futon wa shita kara furo ni haite kure. Furo ni haite kure. Hai, mou ikai. Hai. Futon wa shita kara furo ni haite kure. So. Hai, koe desu. Chigi wa Namu san, oraishimasu. Hai. みんな聞こえますか？あ、聞こえます。疲れただろう。少し。明日から下校です。下校だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。ロさんのお部屋は2階です。あ、畳の家に置い。封筒は知ったらから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。Nam có phải là bạn Trần Nam hồi nãy không? Hay là người vâng, khác? Em chuyển qua máy tính nhé. Rồi. Rồi ok. Nam đọc lại câu này cho anh ha, câu này. Kyō wa hazaku jasumi nasai. Hai, ok desu. Chigi wa kore. レオさんのお部屋は2階です。レオさんのお部屋は2階です。はい、もう1回。レオさんのお部屋は2階です。はい、OK です。次、これは最後。お願いします。はい。布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。そう、布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。はい、もう一回。はい。布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。はい、OK です。ありがとうございます。シンさん、お願いします。はい。疲れただろう。少し、明日から、ピスコラ、今日は、早く休みなさい。はい、そうします。両者のお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。ありがとうございます。OK、すんなら、来ないじゃな、来ない。トンワシタクラ、フロニハイテクレ。フトンワシタクラ、フロニハイテクレ。トンワシタクラ、フロニハイテクレ。はい、ありがとうございます。はい。chung thì các bạn đọc tốt hết ha. Còn ai chưa đọc nữa không? Có ai chưa đọc không?Tất cả mọi người đã đọc hết rồi đúng không? Dạ, hầu như đọc hết rồi anh. Rồi, ok. Thì cái điểm chung mình rút kết lại các bạn ha, như cái phần như là kêu qua ha, này cái này mình không mấy trợ từ mình đừng nên này mình đừng nên nhấn ha, quá ní ố ha, đừng nên watashi quá, watashi ố, watashi ní rồi ha.Nó trợ từ mình chỉ trợ cho mình thôi chứ không cần phải nhấn đâu, mình nhấn thì mình nhấn nhẹ thôi. Đâu qua ta siêu qua hay là kêu qua là phụ to qua là hai phút đồ nhỉ ha, phút đồ nhỉ ha, đừng có nhấn nhiều quá. Đây, đa số thì các bạn đều đọc tốt đó ha. Thì ở đây có bạn Tiến ha, đầu tiên là đọc ok, bạn Tiến với bạn Thịnh ha, bạn Nam ha, đọc nghe ok ha, bạn Trang, bạn Thu Trang đó nè, ok.Rồi bây giờ mình sẽ bắt cặp cây qua với nhau ha. Rồi ở đây thì có ba nhân vật không, mình cứ hai người ha, hai người đọc ha, cứ một người đọc tiếp theo ha. Rồi Saisokara no
Thần sàng to nhu sàng お願いします。はい、はい。疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。リオさんのお部屋は2階です。布団は、温みのいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。Nhu, em đọc bài cái này cho anh nha. Cái này. Atatami no ini oi. Ừ, em đọc atatami no ini oi hay được, mình được cứ ngắt ha. Được atatami no ini oi được ngắt ra ha, mình đọc liên tục luôn. Atatami no ini oi ha. Hay ok, mỗi cái. Mỗi cái. Atatami no ini oi. Hay so des. Hay ok des.次はしんさんとれんさんお願いします。はい、まあ、なんかね、はい、みんな見た bà này đọc trước đi xem đúng quá dạ mình đọc trước nhé. Ừ, xem đọc trước đi. Em làm trước đi. Sukureta daro. Sukushi. Ashita kara keiko da. Kyō wa hajaku yasumi nasai. Hai, sou shimasu. Ryō-san no oheya wa nikai desu. Ah, tatami no ii nioi. Ton wa shita kara furo ni haitte kure. Arigatou gozaimasu. Hai, ok. Linh đọc lại cho em cái câu này đi. Này. Hai. Tatami no ii nioi. So, tatami no ii nioi ha. Mình đọc mình đừng có ngắt ha. Tatami no ii nioi. Hey, moi kai yashimasu. Hai. Tatami no ii nioi. Hai, okay desu. Rồi. Chugi wa Fun-san to Tin-san onegaishimasu. Hai. Hai. Otsukaresu. Dozo. Gomennasai. Suimasen. Tsukareta daro?少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。リオさんの部屋は2階です。畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございます。はい、OK です。Hai người đọc ăn ý ha. Nghe nó hợp âm với nhau á. Rồi. Arigatou gozaimasu. Chigi wa Thu-chan san to Namu san gaishimasu. Hai. Hai. Tsukareta daro. Sukoshi. Ashita kara keiko da. Kyō wa hajaku yasumi nasai. So shimasu.レオさんのお部屋は2階です。ああ、畳のいい匂い。布団は敷いたから、風呂に入ってくれ。ありがとうございます。có cần đổi lại không? Trang, Thu Trang, Thu Trang em đọc lại cho anh cái câu này đi.布団は敷いたから風呂に入ってくれ。Cứ bị quá nhỉ. Đúng rồi, đừng có quá như ý nha Trang. Trang ơi. Phụ tôn は敷いたから風呂に入ってくれ.
Furoni haite kure. Ừ, đừng có quá là ý ha. Cô quán sửa nha em. Futo wa shita kara. Ừ, furoni haite kure. Arigato. Hai, arigato gozaimasu. Ừ, nhớ sửa nha. Ừ. Rồi. Rồi ok. Ano Huynh-san. Huynh-san to ano Quỳnh-trang-san gozaimasu. Hai. Tsukareta daro. Sukoshi. Ashita kara keiko da. Kyō wa hayaku jasumi nasai. Hai, so shimasu. Leo-san no ohea wa 2階desu. À, tatami no ii nioi. Futon wa shita kara furo ni haitte kure. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, hai bạn đọc tốt ha. Hai, ok desu. Chigi wa ano bạn Phượng với bạn Phượng chưa đọc với bạn Thủy chưa đọc đúng không? Thầy. Dạ. Dạ đúng rồi thầy. Ok hai bạn đọc đi. Phượng với Thủy ha. Vâng. Dạ. Tsukareta daro. Ok. Phượng đọc trước đi. Phượng đọc trước đi. Tsukareta daro. Sukoshi. Ashita kara keiko kyō wa hayaku jasumi nasai. Hai, sukoshimasu. Ryo-san no oheya wa 2階desu. Ah, tatami no ii nioi. Futon wa shitara. Furo ni haitte kure. Arigatou gozaimasu. Hay, ok desu. Ano bằng Thủy, bằng Thủy đọc tốt ha. Phụ đọc lại cho câu này đi ha. Câu này. Futon wa shita kara. Furo ni haitte kure. Futon wa shita kara. Furo ni haitte kure. Futon wa shita kara. Furo ni haitte kure. Hay, ok desu. Rồi, còn nghe hả? Ở đây mọi người đọc hết chỉ còn nghe thôi đúng không? Hay. Rồi giờ còn gì nghe với anh ha, nghe là cũng là người cuối cùng ha. Hay. Chikareta dero. Sukoshi. Ashita kara keiko da. Kyō wa hayaku yasumi nasai. Hai, sou shimasu. Ryo-san no oheya wa 2階desu. Tatami no ii nioi. Futon wa shita kara furo ni haitte kure. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, ok desu ne. Hai. Rồi, mọi người đọc hết rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc thêm một lượt nữa rồi mình kết thúc buổi học ngày hôm nay ha. Rồi, bây giờ mình sẽ như hồi nãy người đó đã đọc trước rồi thì người đó sẽ đọc sau ha, mình đổi lại với nhau ha. Rồi Namu san to Quỳnh san, Quỳnh Trang san, gozaimasu. Tsukareta daro. Sukoshi. Ashita kara keiko da. Kyō wa hayaku jasumi nasai. Hai, so shimasu. ローさん の お部屋さん は 2階 です。 あ、 畳 の いい匂い。 布団 は シッタラ から 風呂 に 入 って くれ。 ありがとう ございます。 はい、 ありがとう ございます。 もう読む本人は。 rồi、 次は、 あの、 Thủy さん と、 Tiến さん お願いします。 はい。 Thủy さんどうぞ。Alo. Đợi xíu nha. Ok. Tsukareta daro. Sukoshi. Ashita kara keiko da. Kyō wa hayaku yasumi nasai.
はい、消灯します。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は下から風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、テンさんとニョウさん、お願いします。はい。忘れちゃっていいね。作れただろう。Bạn Thịnh đâu rồi? Thịnh ơi. Thịnh ơi. Thôi để em đọc lại nhé. Em quên tắt mất. Em tắt mất mất tiêu. Thôi để đọc lại nè. Để em đọc lại cho. Chúc ai tạ đà rồ. Cô sĩ. Asita kara ke ko da. Kyo wa hayaku yasumi nasai. Hai. So shimasu. Ryo san no oheya wa nikai desu. Tatami no ii nioi. Futon wa hayaku. Futon wa hashita kara. Furo ni haite kure. Arigato gozaimasu. Hôm nay Nhu không được khỏe đúng không? Alo, Nhu ơi. Dạ. Hôm nay em tăng ca việc nhiều quá nên làm hơi mệt ạ. À vậy hả? Ừ. Vậy em dạ. Đọc lại một lần câu này cho anh ha. Câu này. Vâng. Futon wa shitakara furo ni haite kure. Futon wa shitakara furo ni haite kure. Đừng có nhấn quá như ní ha. Futon wa shitakara furo ni haite kure. Em mỗi cái. Hai. Futon wa shitakara furo ni haite kure. Hai, ok desu. Chika wa Lin san to Shin san, onegai shimasu. Hai. Lin đọc trước nha. Lin đọc trước nha. Ừ. Chikareta daro. Koshi. Asta kara keiko da. Dừng chút ha, cái này từ Asita của bạn, các bạn nên đừng nhấn là Asita ha. Asita nghe đọc kỳ lắm ha, đừng nhấn từ A, là Asita ha. Asita. So. Asita kara keiko da. Kyō wa hayaku yasumi nasai. Hai, shoshimasu. Ryo-san no oheya wa 2階です。畳のいい匂い。布団は下から風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どんどん本業は。はい。フォンのプロのもの。トゥーチャンさん。トゥーチャンさんと、ガーさん、お願いします。はい。疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、Quỳnh Trang em đọc chưa đọc đúng không? Dạ mà em đọc rồi á, mà đọc lại cũng được. À, họ đọc rồi để người khác đọc ha. Còn bạn nào chưa đọc đúng không ta? Huyền chị Nga à? Đâu anh? À, Nga mới. Huyền anh ơi. Nga mới đọc rồi đúng không? Nga mới đọc rồi. Huyền hay sao ấy? Huyền anh ơi phải không? Huyền rồi ai nữa? Nãy em đọc hai lần rồi. Bạn nào mình đọc một lần rồi thì đọc thêm một lần nữa ha. Còn bạn Huyền, bạn nào mới chưa đọc nữa không? Mình đọc lần thứ hai chưa đọc á. Còn Huyền với anh đấy. À vậy hả? Còn Huyền. Đây cũng để em ăn mà. Rồi ok, vậy còn Huyền với anh ha. Rồi ok. Huyền, Ano Saki đâu rồi? Hey. 疲れただろう。少し。明日から稽古だ。今日は休み、あ、今
今日は早く休みなさい。はい、そうします。レオさんのお部屋は2階です。あ、畳のいい匂い。布団は敷いたから風呂に入ってくれ。ありがとうございます。OK、hẹn gặp lại con này nha, con này nè。はい。今日は早く休みなさい。Ừ, đúng ha, đừng có nhấn cái từ từ quá ha. Kyo kyo hai cửa giáo sư mình là sai. Và chữ gì cô được đấy? Câu này. Futon wa shita kara furo ni haitte kure. Hai, ok des. Rồi. À, mời đã đọc phần đọc hết hai lần rồi ha. Rồi, ok ha. Rồi, mình sẽ kết thúc cái bài học ngày hôm nay. Rồi, hôm nay có bạn nào có câu hỏi gì không? Chắc các bạn không bạn không đúng không? Và các bạn mới có câu hỏi gì không? Em bầu Tiến làm trưởng ban bên phần đọc âm nhé, nghe giọng Tiến rất tốt nhé. Đúng rồi, Tiến đọc rất là ok ha. Nói chung các bạn cứ nghe mọi người đọc ha, bài nào đọc hay thì mình sẽ bắt chước theo ha, cứ bằng cái điệu của họ ha. Rồi. Rồi còn bạn nào có ý kiến nữa không? Em nghĩ là có à, có thì các em có nói có nói để mình làm việc ha. Tại vì nếu mình nói này ra mình kiểu sợ mấy bạn ngại thôi, nhưng mà mình nghĩ là nói ra thì sẽ tốt cho những người còn lại, nên ví dụ như là những bạn mà đang học N4 hoặc là N5 ấy, thì có thể là kiểu phát âm của mấy bạn hoặc là các bạn nhìn chữ các bạn đọc nó chưa thể nhanh được thì cái đó không có bắt buộc được, vì từ từ học thì các bạn nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà với những bạn mà là năm hoặc là bốn thì ví dụ như tới cái phần mà đọc đi, cái phần đọc kiểu cái phần đọc của anh Thắng thì sẽ để cho những cái bạn mà họ kiểu như họ có gọi là cái trình độ hơn một tí ấy. Nói trình độ thì không phải, nhưng mà kiểu họ đã học tiếng Nhật lâu hơn trước mấy bạn một tí ấy, thì các bạn đọc thì để cho đọc để cho các bạn mới học đó, họ có thể nghe được cách phát âm và cũng như là nghe được cách phát âm cũng như là kiểu gọi là cái âm điệu trong tiếng Nhật ấy. Thì khi mà các bạn nghe được như vậy thì có thể những cái lần sau, ví dụ như họ làm lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 thì lần 5, lần 6 tới các lượt các bạn thì em nghĩ là cái phát âm của họ nó sẽ nhanh hơn và cũng như là cái trình độ mà nó đạt được gần giống như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Thay vì để những các bạn mà đang ở trình độ N4 hoặc N5 lên đầu thì khi mà đọc như vậy thì em nghĩ là cái thời gian nó mất đi trong cái quá trình học tập nó sẽ nhiều hơn. Em nghĩ vậy thôi. Em sợ nó ra, sợ mọi người kiểu sợ mọi người khó chịu thôi, nhưng mà em nghĩ là sẽ tốt cho những người còn lại. Xe cái. Xe cái ですね. Arigato. Watashi wa kore to omotte imasu. Hontou ni. みんな、誰が、勉強することは、長い時間が勉強したことがありますね。まあ、nói mưu lý cơ nhở? Em không biết là nên nói như sao. Nói chung là em cũng đồng tình, thôi mình nói luôn. Thì em cũng đồng tình với cái ý kiến của bạn Tiến là mình cứ ghép ấy. Mình nói hẳn luôn phân ra là mình cảm thấy là cái chỗ nào mình cần sửa cho bạn, những cái bạn nào mới vào ấy thì mình dùng những người mà có cách đọc nó tốt hơn thì kèm những cái bạn thấp hơn, cứ so le như vậy. Đừng nghĩ là kiểu lôi nhau xuống hay là cái gì, mà cả cái này là cách mình khắc phục rất nhanh, học theo nhóm rất tốt. Em ủng hộ cái vấn đề học theo nhóm như thế này. Ừ, thì cũng nghe được bạn Tiến với bạn Nam ha. Tại vì ở trong cái nhóm của mình thì cũng ít người, không có nhiều á. Thì có bạn ở cấp độ này, có bạn ở cấp độ kia. Thì tại sao mình cho các bạn từ bạn đọc như vậy? Thì thứ nhất là mình sẽ nghe được cái giọng của mình. Thứ hai á là các bạn sẽ nghe và cái người đó bị
khóc ở chỗ nào và nó sai chỗ nào à, thì mình thấy vậy à, mình cũng mình sửa theo cái mục đích của nhóm anh Lập là như vậy, là muốn sửa cho các bạn là cái ngữ điệu như cái cách đọc của từng người, tại vì đâu phải là ai cũng đọc tốt liền được đâu, không, người ta cũng phải trải qua rất là nhiều thời gian, rất là nhiều luyện tập, rất là nhiều thì người ta mới đọc được đó. Thì ở đây là cái nhóm mình mức độ khác nhau, cho nên là anh sẽ cào bằng, không, là cái trình độ là vô đây là như nhau hết. Đó, từ từ như các bạn nhanh hơn và đọc hay hơn, đọc tốt hơn thì các bạn còn lại có thể bắt chước theo. Bạn nào đọc hay là mình bắt chước cái vận điệu của họ. Đó, có người học người chậm thì học người nhanh, không, người nhanh sẽ hỗ trợ những người học chậm hơn. Thì cái ý của anh là như vậy. Ha. Thì như vô trong đây có bạn Tiến và bạn Nam thì với bạn Thịnh nè, không, đọc rất là tốt, không, thì các bạn có gì hỗ trợ các bạn bên trong này, mình chỉ cần cái giọng nói của mình thôi, mình nói ra các bạn nghe được là các bạn có thể bắt chước theo, thì điều rất là tốt, không, đó là cái ý của anh ha. Và các bạn có ý kiến gì nữa không? Tiến với bạn Nam có hai bạn cảm thấy sao? Em cảm thấy vậy là rất là hợp lý. Mọi người ấy, thì mọi người cứ để cho mình cái tư tưởng như này là thoải mái nhất nhá. Không có người trên, không có người dưới. Ở đây anh Thắng ở đây là người trung gian. Tất cả những ai mà mọi người đều cái tiếng Nhật này nó phải là quá mất cả một quá trình rất là dài và nó thực sự là nó rất là nhiều luôn. Đấy, mình cứ học từ từ dần dần. Không phải là bọn mình ở bên này bọn mình có kiểu là bọn mình nói hay hơn hay là bọn mình nói tốt hơn hay là bọn mình hiểu nhiều hơn, không phải là bọn mình giỏi hơn các bạn mà là chỉ là mình biết trước các bạn thôi. Nhưng mà cũng có khi là mình kiểu như là vừa rồi mình vừa mới vào ấy, thì có khi là mình đấy ngay này oezao á nikai desu, nhưng mà mình quên thật đấy. Có lúc có này, lúc này lúc nọ, mọi người cố gắng mình trau dồi cho nhau, xong rồi mình sai gì mình bổ sung nhau cho nhau, cái đó đừng ngại nhá, và cứ nói hết ra. Mọi người cứ cảm tưởng mọi người ở đây là cái như là cái gương đi, mình nói chuyện hàng ngày để mình tự nâng cao trình độ mình và tự mình nhận ra, nhìn ra mọi người là mọi người là những cái phản ánh, phản chiếu để chỉ ra cái sai của các bạn để cho mình tiến bộ hơn. Cứ nghĩ thế là tốt nhất. Đúng rồi. Đó, cái ý nghĩa và cái mục đích của anh đề ra như vậy đó là tất cả mọi người thì cùng giúp nhau tiến bộ ha. Thì cái nhóm mình cũng không có nhiều á, mình giúp nhau tiến bộ thì tiếng Nhật nó không phải là dễ, cũng không phải là hoặc là quá khó ha. Mình cố gắng chút xíu, mình chịu khó chút xíu là được hết ha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ anh xin lỗi anh Thắng đấy. Với lại có cái này nữa, kiểu như trước thì Thất Thiện muốn nói là ví dụ như cái nhóm này tạo ra thì mục đích của nó không phải là để thu tiền các bạn, mà mục đích anh nghĩ mục đích chung là kiểu để mọi người giúp nhau phát triển, trên tinh thần là hai bên đều phát triển. Thì anh nghĩ là khi mà nó vô đây thì cái gọi là không sợ, có nghĩa là không sợ người khác làm phiền mình, mà chỉ sợ là mọi người không biết mà lại không hỏi thôi. Em nghĩ là chỗ đó thì đáng quan ngại thôi, chứ còn ví dụ như là kiểu hỏi như là hỏi cái thứ thì em nghĩ là mọi người sẽ giúp nhau trên tinh thần là tự nguyện, với là kiểu giúp đỡ nhau thôi, chứ chẳng ai nghĩ là mình giỏi hơn hay là gì, em nghĩ như vậy. Đúng rồi, thì nói chung là cùng giúp nhau tiến bộ, như là ở thì đó thì nói chung là cái mục đích mình là vậy, không, dưới đây chứ không phải là học tiếng Nhật không, mình có thể trao đổi cái này trao đổi cái kia, mình nói chuyện nhiều hơn, mình hiểu nhiều hơn à, các bạn đang học khó khăn chỗ nào và có khó khăn kia mình sẽ giúp đỡ nhau ha. Đó là cái mục đích của nhóm của mình là như vậy ha. Hey, ok để cảm ơn anh sàng. Hey, okay. Hey, hôm nay mình sẽ kết thúc buổi ngày hôm nay ha. Cảm ơn các bạn nhiều. Arigatou gozaimasu. Hey. Em có thể đi dây ông mình không? Hả? Mong lần sau sẽ gặp lại mọi người ở đây nhé. Lại được một buổi sau xin lại mất tích. Được rồi, 5 giây, ok. Bạn nào đang nói là bạn nói đi. Em xin chào mọi người nhá. Em hiện tại em đang ở Osaka. Osaka kê. Tại em ở đang bên Nhật, cũng có vừa rồi em có một bạn vừa nói đến một cái ý mà em rất là tâm đắc. Hiện tại em đang làm ở Osaka no Shizakuso, và hiện tại công việc của em là làm thuế cho tất cả các bạn ở Việt Nam ở bên Nhật này tại sở thuế của Osaka. Thì em có một cái này em xin chia sẻ với các bạn, là vừa rồi có một bạn nói với em rất là đúng một ý. Có một cái mà người Việt Nam mình hay nói là nếu mà hiểu ấy, hiểu thì hiểu thật sự thì hắn hay, còn không hiểu thì hãy mỗi cái nhá, hiểu mình hiểu thì mình mới trả lời, còn không mình cứ hỏi lại nhá. Đấy, có một cái mình mong muốn mọi người là hãy cố gắng nhá. Cái này là một cái cực kỳ mà mình nên giữ cái bài học để cho mình từ bên Việt Nam cho đến khi mình Nhật, qua mình qua Nhật, làm gì cái làm, không hiểu là phải hỏi. Nhưng mà
hỏi mà người ta đã giải thích rồi mà vẫn chưa hiểu thì hỏi lại chứ đừng có hơi. Đấy, đúng rồi. Một cái. Rồi, ok. Một vài chút chia sẻ của mình suốt quá trình đến bây giờ là năm thứ tư của mình. Rồi, mọi người, cảm ơn tệ. Ừ, giờ này có cái chia sẻ của bạn Nam với bạn Tiến ha. Rồi, nói chung các bạn đừng có ngại ha, dù có mình có cái gì đó mình hay, mình chia sẻ trên nhóm này, mình nói chuyện này kia, tâm sự thêm. Đó để mình hiểu rồi mình cái nhóm mình sẽ tiến bộ hơn ha. Rồi với lúc kia. Rồi, hôm nay cảm ơn các bạn nhiều ha. Rồi. Cho em hỏi xíu. Rồi bạn hỏi á. Thì thôi cho em hỏi anh Nam xíu là quê anh ở đâu vậy? Tại vì cái ngữ điệu kiểu nghe nó hay nên là em hơi tò mò. Em đang hỏi bạn nào? Bạn Nam hả? Quê của anh Nam ấy. Tại vì nghe cái ngữ điệu nói chuyện của anh rất là hay luôn. Mình ở Nam Định nhá. Quê. Kiểu nghe cái ngữ điệu là hay luôn á. Với lại thầy em cũng nói ngữ điệu này là nhìn nghe kiểu rất là cuốn ấy. Nghe là mê đi đúng không? Rồi, ok. Rồi, ok ha. Rồi, mình đi. Kết thúc ngày hôm nay ha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều ha. Đây, ở tôi xem ha. Arigatou gozaimasu.